Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Buổi sáng hôm nay đó, tôi muốn đang nói một chút về làm thế nào để cái đời sống mình có thể bước đi với Chúa một cách nó thành công. Tại vì Đức Chúa Trời là đấng mà mình không có thấy. Rất là khó để mà chúng ta có thể có một cái tiêu chuẩn nào đó. Nhưng mà khi mình nhìn vào Kinh Thánh và mình nhìn qua cuộc đời của những nhân vật ở trong Kinh Thánh, và những nhân vật này là có thật trong lịch sử loài người chứ không phải là những nhân vật dựng lên, và chúng ta sẽ học hỏi cái cách của họ để chúng ta cũng có thể bắt chước họ, không ạ? Học những cái điều tốt từ nơi họ, tránh những cái điều sai lầm từ nơi họ, và chúng ta rút tỉa được những cái chân lý giá trị làm cho đời sống mình đi với Chúa được chắc chắn. Anh em có muốn mình đi với Chúa được thành công không? Đây là tôi nghĩ điều rất là diệu kỳ đó. Và một trong những người mà chúng ta nhìn thấy thành công nhất trong Kinh Thánh đó, là tổ phụ Abraham. Bởi vì ông là người mà Kinh Thánh gọi là ông là tổ phụ đức tin. Và không có đức tin thì không thể nào ở cho đẹp lòng Chúa. Phải không vậy? Cho nên chúng ta cần bắt chước Abraham. Và buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học gì từ những bài học của Abraham? Abraham là một trong những người mà phải nói là chúng ta cần phải noi gương. Kinh Thánh trong Hebrew chương 6 câu 11, 12 chép là chúng ta phải học đời những kẻ bởi đức tin và lòng nhịn nhục mà được hưởng lời hứa. Phải học đời. Kinh Thánh khuyên chúng ta nhìn vào họ để học, nhìn vào những tấm gương đi trước để học, để chúng ta có thể hưởng được lời hứa của Đức Chúa Trời, anh chị em ạ. Đây là cái điều rất là quý giá ha. Và nếu như Abraham mà còn sống ngày hôm nay đó, thì theo tôi nghĩ rằng ông sẽ được rất nhiều người đến để phỏng vấn. Phỏng vấn xem, ông ơi, ông chỉ cho tôi cách để ông thành công đi coi nè. Thậm chí ngày hôm nay anh chị em thấy có những tỷ phú mà người mà muốn ăn trưa với những tỷ phú đó là phải bỏ ra cả triệu đô la. Anh chị em có nghe câu chuyện đó chưa ạ? Vâng, phải bỏ cả triệu đô la mới được đi ăn trưa với những tỷ phú đó. Tại sao vậy? Vì người mà được ăn trưa đó sẽ nhận được những lời khuyên. Những lời khuyên trong cách kiếm tiền, những lời khuyên trong cách đầu tư, những lời khuyên trong cái cách thành lập doanh nghiệp, điều hành doanh nghiệp, vân vân. Và họ sẵn sàng chi hàng triệu đô la. Nhưng chúng ta được Kinh Thánh cho miễn phí. Những tấm gương còn lớn hơn cả tỷ phú nữa. Bởi vì những tấm gương này là những tấm gương thịnh vượng cả về thuộc linh lẫn thuộc thể luôn. Là Abraham, anh chị em thấy không ạ? Ví dụ như tôi đọc Sáng Thế Ký chương 13 câu 1 đến câu 2 nè. Abraham ở Egypto dẫn vợ cùng tài vật mình và Lót đông trở lên Nam Phương. Và Abraham rất giàu có súc vật, vàng và bạc. Anh chị em thấy chưa? Abraham rất giàu có. Abraham là người đi theo Đức Chúa Trời. Và khi ông lìa khỏi quê hương ông thì ông dẫn theo vợ của ông không có gì cả. Và khi ông theo với Chúa một thời gian thì Kinh Thánh chép là ông rất giàu có súc vật, vàng và bạc. Rồi Kinh Thánh cũng cho biết là ông là người chiến thắng những trận chiến nữa. Ông cũng rất là hùng mạnh, phải không ạ? Rồi anh chị em thấy là sau khi ông qua đời rồi, Kinh Thánh vẫn nhắc lại ông. Giống như câu chuyện của Lazarơ, người giàu người nghèo đó. Kinh Thánh nhắc lại ông. Và cả dân tộc Israel tự hào vì họ là con cháu Abraham. Anh chị em thấy chưa? Có một số người rất thành công, nhưng khi họ qua đời rồi, chả ai biết họ là ai cả. Một vài chục năm là người ta quên mất tiêu. Cho nên ở đây chúng ta thấy Abraham rất là cần để chúng ta học tập đấy anh chị em. Chúng ta cần phải học ông bằng cách nào mà ông làm được điều đó. Cái bí quyết thành công của ông là gì? Làm thế nào ông trở nên nổi tiếng và thịnh vượng như vậy? Làm thế nào là như vậy? Chúng ta cần phải học theo. Nên tôi gọi đây gọi là nghệ thuật đi theo Đức Chúa Trời của Abraham. Tôi vọng bạn cho em được cứu từ thế gian. Chúng ta là những người xa lạ với Đức Chúa Trời. Chúng ta bởi ân điển được cứu, được đọc Kinh Thánh, được biết Chúa Giêsu. Và bây giờ chắc chắn rồi, chúng ta cần phải học để bước theo Chúa, anh chị em ạ. Nếu chúng ta không chú tâm vào điều này thì đời sống tâm linh của chúng ta và đời sống chúng ta mãi mãi nó ở một cái mức độ thôi, nó không có tăng trưởng được. Chúng ta đi cả đời nó vẫn như vậy thôi ha. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy. Và anh chị em biết, nếu mà mình chịu khó nghiên cứu qua cuộc đời của Abraham đó, thì chúng ta thấy ông
có cả một kho tàng kinh nghiệm để ông bước đi theo Chúa. Có thể nói ông là một người bước đi theo Chúa với một tấm lòng vâng phục trọn vẹn. Chúa nói gì là ông nghe liền. Ông là người bước đi theo Chúa với một kinh nghiệm đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Ông có đức tin vào những cái thông điệp của Đức Thánh Linh một cách nó khác người, giống như câu Kinh Thánh thuộc lòng mà anh chị em vừa đọc đó. Người cậy trông khi con chẳng còn lẽ trông cậy. Ông cứ tin vào một Đức Chúa Trời, một đấng mà ông không thấy, không ạ? Một đấng mà gọi sự không có như có rồi. Ông cứ tin và cuối cùng thì ông đi theo và ông hưởng được lời hứa. Và chúng ta cũng có thấy được Abraham là một người đi theo Đức Chúa Trời ở một cái nghệ thuật nữa là ông quản trị nhà mình rất là tuyệt vời. Anh em thấy không? Ông quản trị nhà mình, ông có tôi tớ. Ông có tôi tớ. Và ông đã nuôi, gọi là nuôi quân nữa. Anh em nhớ trận chiến mà ông đem quân ông đi cướp lót cháu ông về không? Tại sao ông có quân? Ông nuôi quân ở trong nhà, tức là ông biết được ông phải làm gì để nhà ông được vững mạnh. Ông biết ông phải làm gì để nhà ông trật tự. Ông biết ông phải làm gì để vợ con ông, đầy tớ của ông, tất cả những người liên quan đến ông đều đi theo một cái khải tượng, một cái hướng mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông. Ngày hôm nay có rất nhiều tôi tớ của Chúa, những con người rất là mạnh mẽ trên bục giảng nhưng mà rất yếu đuối tại nhà của mình. Tại đôi khi chúng ta lại sập đổ không phải trên bục giảng mà sập đổ tại chính ngôi nhà của mình. Đây là một cái chỗ mà chúng ta cần để ý. Abraham là người rất là tuyệt vời. Và ông cũng đi theo Chúa với một cái nghệ thuật nữa, đó là ông rất là trung tín, ông dâng hiến cho Đức Chúa Trời. Ông dâng một phần mười, ông dâng của lễ cho Chúa, ông liên tục dâng tất cả những thứ mà Chúa ban cho ông. Ông trung tín và ông rất là tôn trọng Chúa trong cái tiền bạc nữa. Khi mà ông cứu Lót về, không ạ, thì cái ông vua kia ông nói là ông Abraham này ông lấy hết đi, ông đưa người cho tôi thôi. Vàng vàng bạc ông cướp được ra ông lấy hết đi. Abraham nói không, ta không lấy bất cứ thứ gì nữa. Người nói rằng ta nhờ người mà được giàu. Tức là sự giàu có của Abraham luôn luôn tôn kính Đức Chúa Trời, để cho người ta thấy rằng sự giàu có của ông là đến từ Chúa chứ không phải nhờ ông A, ông B, ông C, ông D. Đây là nghệ thuật để theo Chúa trong đời sống tài chánh của mình. Anh chị em ơi, nếu anh chị em giàu có, người ta phải biết rằng của cả anh em phải đến từ Chúa. Đó là tôn kính Chúa, đó là nghệ thuật. Và điều cuối cùng chúng ta thấy là ông đi theo Chúa với một cái đời sống cầu thay. Ông cầu thay, anh em nhớ câu chuyện Sodom Gomorrah phải không ạ? Abraham có một nghệ thuật cầu thay. Nghệ thuật cầu thay đến nỗi Đức Chúa Trời phải hạ dần sự hình phạt của Ngài xuống đến mức tối thiểu. Anh em có nhìn thấy một người nào đó khốn cùng và anh em có thể cầu thay để khiến cho Đức Chúa Trời dỡ cánh tay của Ngài ra khỏi họ không? Anh em nhìn thấy một thành phố, một quốc gia đang tai họa, anh em có hạ lòng để cầu thay không? Thì đó cũng là một nghệ thuật để theo Chúa. Và cuối cùng anh chị em, đó là sự tận hiến của ông. Ông sẵn sàng dâng y sắc của ông cho Đức Chúa Trời. Rất là nhiều cái điều mà chúng ta học được từ Abraham. Nhưng dĩ nhiên trong phạm vi thời giờ buổi sáng hôm nay đó, tôi chia sẻ cho anh em một điểm thôi, để chúng ta có những cái bài học đến từ Abraham. Đúng không ạ? Đó là sự vâng lời. Đó là sự vâng lời. Ông là một người vâng lời Chúa. Chúng ta phải học được gì từ sự vâng lời của ông? Ưu điểm và khuyết điểm của sự vâng lời của ông trong buổi sáng hôm nay. Chúng ta thấy trong Sáng Thế Ký chương 12 câu 1 câu 3 là khởi đầu của câu chuyện vâng lời, phải không ạ? Và Đức Giê-hô-va đã phán cùng Abraham rằng: ngươi hãy ra khỏi quê hương vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho ngươi nào chúc phước ngươi, rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Đây là khởi đầu câu chuyện của Abraham. Tôi muốn tất cả bạn cho em giờ này hãy tưởng tượng đặt mình vào vị trí của Abraham lúc bây giờ, để chúng ta học được bài học vâng lời ở đây. Abraham lúc này đã 75 tuổi rồi. Ông sống yên ổn bên vợ, bà con quê của mình ở trong quê hương. Ở cái tuổi này đó, tâm lý con người là không muốn thay đổi, không ạ? Không muốn thay đổi. Người ta thường hay nói là cái tuổi này là cái tuổi giống như ổn định rồi, và giống như mọi cái đã an bài rồi, không thay đổi.
Muốn thay đổi gì, làm gì, lặp lại gì thì từ tuổi 30 đến 40 làm đi. Sau 40 tuổi rồi là thôi đừng có thay đổi, quỹ thời gian không còn nữa để mà bắt đầu sự gì cả. Anh em có thấy người ta hay nói thế không? Sau tuổi 40, 50 quỹ thời gian không còn nữa. Cho nên chúng ta muốn thay đổi, muốn làm mới một cái gì là không còn kịp nữa. Tâm lý là như vậy. Nhưng em thấy là gì? Là Abraham đã mạo hiểm chính đời sống của mình, mạo hiểm gia đình của mình để vâng theo Đức Chúa Trời. Thường thì vâng lời Chúa đó, nó luôn luôn có một chút cái mạo hiểm. Nếu như chúng ta suy tính bằng logic của con người, chúng ta rất khó vâng lời Chúa. Khó lắm. Giờ ông Abraham này, phải không ạ? Ông tính toán một hồi, ông thấy là không có lý do gì mà để cho ông bỏ tất cả mọi thứ, quê hương bà con này, và đó ông dắt vợ đi theo, mà đi đến đâu cũng chả biết đi đến đâu. Kinh Thánh chép là đi mà không biết mình đi đâu. Anh em có dám đi không? Tuy nhiên Abraham đã vâng lời. Abraham đã làm một hành động vượt lên trên lý trí và logic bình thường của con người. Cho nên tôi nói sự vâng phục anh chị em, nó không nằm ở lý trí, mà nó là một đức tính của tấm lòng. Sự vâng phục Chúa nó không phải là suy tính, không phải là suy đoán, nó cũng không phải là logic, nó không phải là cái gì đó thuộc về tâm trí nữa. Nhưng nó là một đức tính trong tấm lòng. Nếu như anh chị em vâng lời Chúa thì điều đó chắc chắn sẽ đem lại phước lành. Nhưng đòi hỏi có một đức tin để làm điều này. Đòi hỏi có một cái bước mạo hiểm để làm điều này. Phải không ạ? Đức Chúa Trời nói với Abraham rằng Ngài sẽ ban phước cho ông, và mọi người chúc phước cho ông cũng sẽ được phước. Tức là Đức Chúa Trời có một lời hứa kèm theo cái điều kiện mà Ngài đưa ra. Anh em thấy không ạ? Và ông đã bước theo. Mỗi một đời người đó anh chị em, chúng ta có thể trong cuộc sống đưa ra vài ba cái quyết định rất là quan trọng. Và những cái quyết định này nó sẽ thay đổi toàn bộ tương lai của mình. Quan trọng là trong những cái quyết định đó, anh chị em mình chọn nghe theo Chúa, chọn nghe theo đám đông, hay chọn nghe theo lý trí của mình. Rất là quan trọng nha anh chị em. Một trong những cái quyết định mà có thể thay đổi đời sống mình, ví dụ như là quyết định lập gia đình, lấy ai làm vợ làm chồng, là một quyết định có thể tôi nói là thay đổi cả tương lai của anh chị em. Và lời của Đức Chúa Trời thì nói rất rõ rồi, chúng ta là con cái Chúa, chúng ta cần kết hôn với ai, mẫu chuẩn mực gia đình của Cơ Đốc là như thế nào, anh chị em học và biết rất rõ rồi. Nhưng vấn đề không phải người nào cũng vâng lời được. Và hầu hết những cái nan đề trong gia đình xuất phát, mà tôi nói về những người đã có đức tin đó, xuất phát là do mình đã chọn lựa sai từ lúc ban đầu. Phần lớn là như thế. Cho nên sự không vâng lời nó luôn luôn đem con người ta đến một cái điều gì đó rất là bất ổn trong đời sống. Ví dụ như anh chị em có thể đọc trong Phục Truyền 28 câu 1 câu 2, anh em sẽ thấy ha. Nếu người nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời người cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi trỗi hơn mọi dân trên đất. Câu 2, nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, này là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên cho ngươi. Tức là mình nghe theo sẽ có phước lành. Và nếu anh em đọc tiếp sẽ thấy không nghe theo sẽ dẫn đến một sự rủa xả. Dù Đức Chúa Trời tôn trọng ý chí của con người và cho họ quyền tự do lựa chọn vâng theo hay không vâng theo, tuy nhiên xét kỹ ra anh chị em, vâng lời không phải là lựa chọn, mà là điều là bắt buộc nếu anh chị em mình muốn có cuộc sống tốt đẹp, bình an và vui mừng. Không thể có lựa chọn. Bởi vì không có một ai có cuộc sống tốt đẹp bình an mà không vâng lời Đức Chúa Trời cả. Dù muốn hay không, mỗi con người luôn là tạo vật của Chúa, và chúng ta không cãi lại đấng tạo ra mình. Anh em amen với điều đó mà. Không cãi được. Con người nó hô tôi muốn sống sao tôi sống. Đó là ý chí của tôi, đó là quyền tự do của tôi. Ok, anh chị em có thể nói như thế. Nhưng mà hậu quả của sự mình không vâng lời vẫn phải lãnh. Vẫn phải lãnh. Đúng không ạ? Có nhiều người nói là ôi mục sư ơi, vâng lời Chúa khó lắm. Khó lắm, không thể nào mà vâng lời Chúa, sống theo lời Chúa được.
mà tôi muốn nói hôm nay anh chị em nè, vâng lời Chúa khó đúng, tôi không có bàn cãi chuyện đó, nhưng mà tôi nói nè, không vâng lời Chúa còn khó hơn, không vâng lời Chúa còn tồi tệ hơn, không vâng lời Chúa hậu quả nó còn kinh khủng hơn. Chúng ta nhìn Adam mà biết à, anh em nhớ câu chuyện Adam rồi phải không ạ? Adam không vâng lời Chúa. Và bây giờ chúng ta hãy xem nhân loại đang ở đâu. Đó. Chỉ một việc Adam không vâng lời Chúa thôi mà Adam đã bị nguyền rủa, và toàn bộ loài người đã bị nguyền rủa. Anh em thấy không ạ? Và tất cả những người đàn ông bây giờ phải bị nguyền rủa, phải đổ mồ hôi vật lộn trong cuộc sống để kiếm ăn. Tất cả luôn. Phải không ạ? Cái người nghèo á, cái người không có điều kiện á, thì họ phải đổ mồ hôi, làm việc cực lực 90 tiếng đồng hồ một ngày để duy trì cuộc sống. Khổ lắm. Nhưng mà anh em nói là thế là người giàu người không có tiền thì sao? Người có tiền thì sao? Tao nói anh em, người giàu người có tiền họ còn làm việc hơn như thế nữa. Họ làm việc nhiều hơn cái người nghèo nữa. Để làm chi? Một mặt là phải bảo vệ tài sản mình có. Không ạ? Sợ đang cướp ăn trộm, đôi khi ngủ không dám ngủ. Người nghèo không có gì còn ngủ 8 tiếng, người giàu ngủ 2-3 tiếng à. Nhiều khi phải làm cả bóc thuốc ngủ vô mới có ngủ được. Tiền của nhiều quá, bây giờ khủng hoảng. Vàng bạc tăng giá đủ thứ tăng, giờ khủng hoảng mất tiền mất của đủ kiểu hết, ngủ không được. Cho nên tóm lại, toàn bộ người giàu người nghèo gì trên thế giới này bây giờ cũng phải lăn lộn đổ mồ hôi trắng để có cái ăn. Tất cả đều anh em thấy ha, đều bị như thế đó. Đó. Rồi sao nữa, phụ nữ cũng bị nguyền rủa luôn. Và Kinh Thánh chép rằng là gì? Sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. À, tôi thì tôi làm cái khảo sát ở trên mạng, tôi thấy không có người phụ nữ nào mà không muốn có chồng cả. Ai không thích có lấy chồng hết đó. Mặc dù là lấy chồng rồi là đủ thứ chuyện xảy ra. Mà hỏi không người phụ nữ nào là tôi muốn ở mình, không muốn lấy chồng, là muốn hết. Mặc dù về là người chồng sẽ cai trị, làm chuyện nợ chuyện kia đủ thứ hết. Chồng cai trị thống trị vợ. Thôi. Rồi phụ nữ bị nguyền rủa khi sinh con. Anh em hỏi các bậc đã sinh thai sinh con là biết đó. Không có cái đau đớn nào bằng cái nỗi đau khi sinh nở cả. Không ạ? Tất cả những sự đó đến từ đâu anh chị em? Chỉ đến từ một chuyện thôi, đó là Adam đã không vâng lời Đức Chúa Trời. Anh em thấy chưa? Cả nhân loại bị luôn. Em Roma chương 5 câu 19 chép: vì như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác đều ra công bình. Cho nên tôi nói với anh chị em á, anh chị em ơi, hãy sống vâng lời Đức Chúa Trời. Anh em là người đã tin Chúa rồi, trong một cái giao ước mới, nếu chúng ta vâng lời, thấy được sự thay đổi. Và trong tôi có rất nhiều thứ để chúng ta vâng lời. Chúng ta vâng lời Chúa vì cớ vâng lời Chúa mà người chồng phải yêu thương vợ mình. Vì cớ vâng lời Chúa mà người vợ phải kính trọng chồng mình. Vì cớ vâng lời Chúa mà con cái phải thuận phục cha mẹ mình. Vì cớ vâng lời Chúa mà mọi tín hữu phải tôn trọng lãnh đạo thuộc linh mục sư của mình. Vì cớ vâng lời Chúa mà chúng ta giữa chúng ta phải khiêm nhường nhẫn nhục tha thứ lẫn nhau. Vì cớ vâng lời Chúa mà chúng ta dâng hiến phục vụ nhà Chúa. Vì cũng vì có vâng lời Chúa mà chúng ta đi chia sẻ phúc âm cho người khác. Vì có vâng lời Chúa mà chúng ta sẵn sàng bỏ tất cả mọi điều để bước vào chức vụ để phục vụ Ngài. Nếu anh liệt kê sẽ nhiều thứ lắm. Nhưng ngày hôm nay đó, con cái của Chúa, thường thì chúng ta rất là chỉ nói đến Chúa yêu thương thôi. Cho nên chúng ta xem nhẹ cái sự vâng lời, và đó là hậu quả chúng ta gánh lá. Một số người không hiểu tại sao mình bị đau tim, đau gan, đau thận, đau toàn thân, nhức mỏi. Tại vì có những sự không tha thứ mà mình cứ giữ trong lòng. Chúa bảo tha thứ đi, 70 lần 7 tha thứ đi. Tha thứ dù con đúng con sai cứ tha thứ đi, nhưng không chịu. Giống như bữa tôi gặp một cái cô nào đó, không biết tôi quên tên rồi, quên mặt luôn rồi. Cô cứ nói là không được một sư ơi, oan ức lắm, không thể tha được. Đó. Thế thì cứ đau tim thôi. Đau tim. Đó là có những cái thứ như thế.
Rồi một số người không rõ tại sao họ bị giới hạn thất bại trong đời sống của mình, làm gì cũng không có thành hết. Tất cả mọi thứ đó anh chị em ạ, nó luôn đến từ cái sự mình không biết vâng lời. Thiệt sự mà nói thế. Cho nên buổi sáng hôm nay đó, cái thông điệp của tôi đến với hội thánh nó rất đơn giản thôi. Anh chị em hãy vâng lời Chúa để mình ăn được sản vật tốt nhất của đất. Chúng ta hãy đọc Tân Ước, hãy đọc kỹ lại những lời răn của Chúa. Và Chúa nói rằng trong Tân Ước chỉ có một điều răn mới thôi, đó là các ngươi hãy yêu thương nhau. Một điều thôi. Tóm gọn lại đây là điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Tại sao? Giống như trong một bài giảng tôi đã giải thích rồi. Tân Ước là một giao ước huyết, giao ước, giao kèo giữa con người với Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu làm trung gian. Khi chúng ta bước vào giao ước đó, chúng ta liên kết với nhau. Và chúng ta có bổn phận rằng phải yêu thương nhau. Nếu anh chị em không yêu thương nhau, không quan trọng là anh chị em đúng hay sai, nếu chúng ta sống trong sự hận thù, cay đắng, trách móc, nói hành, nói xấu, anh chị em đang phạm giao ước của Đức Chúa Trời. Và theo luật anh chị em, tôi chia sẻ điều này, theo luật thuộc linh, phạm giao ước của Đức Chúa Trời là gì? Tử hình. Chết. Sự chết nó đến. Đó là lý do anh chị em đọc trong lễ tiệc thánh, anh chị em thấy có một số người không biết phân biệt thân và huyết của Chúa, cho nên ăn bánh này, uống chén này và lắm người tật nguyền và cả lắm kẻ sao? Ngủ. Chết. Tại sao dân sự của Chúa bệnh? Tại sao dân sự của Chúa chết? Tại sao dân sự của Chúa nghèo đói? Tại sao dân sự của Chúa lắm năng để? Tất cả đều xuất phát ở chỗ có một số thứ trong tấm lòng chúng ta không vâng phục Đức Chúa Trời. Không, mình phải nói thành thật như thế. Dù chúng ta có ngụy biện thế này thế nào, hay nói lý lẽ thế này nào, tôi không biết, cứ chiếu theo lời Chúa mà nói thôi. Hả? Vì Kinh Thánh chép là hả, mình vâng lời Chúa nên mình được ăn sản nghiệp tốt nhất của đất các bạn. Vì vậy anh chị em ơi, tôi khích lệ anh chị em rằng hãy biết được giá trị và tầm quan trọng của một đời sống vâng lời. Hạ mình xuống và nói với Chúa: Chúa ơi, vì cớ Chúa mà con tha thứ, vì cớ Chúa mà con nhịn, con chịu, vì cớ Chúa mà con quyết định yêu thương người này, chúc phước cho người này, vì cớ Chúa mà con quyết định không còn để một sự vấp phạm nào trong lòng của con. Trước khi con bước lên giường nhắm mắt ngủ là mọi vấp phạm trong lòng đã phải bị tháo đi hết rồi. Đừng giữ cơn giận cho đến khi chiều tối, đừng đem cơn giận lên giường đi ngủ với nó. Đó là cái chỗ mà chúng ta thấy. Và một số người còn cao hơn chỗ này một chút nữa, là Chúa kêu gọi họ bước vào chức vụ, nhưng mà họ lần lửa không nghe. À, tôi biết mà, có một số người Chúa gõ, nhưng mà Chúa nói: chưa, Chúa ơi, con phải làm ăn cái đã, con phải kiếm thêm tí tí đã, không ạ, con phải đợi con lấy vợ lấy chồng đã, rồi con phải, nó nhiều cái phải lắm. Mà tôi nói anh chị em nghe, anh chị em sẽ không hiểu được cái giá trị của sự kêu gọi, cái tai hại của cái sự không vâng lời Chúa cho đến khi anh chị em lên thiên đàng gặp Chúa đâu. Một ngày nào đó anh chị em lên thiên đàng và Chúa sẽ thông báo cho anh chị em như thế này: con có 70,000 người sẽ được lên thiên đàng qua chức vụ của con, nhưng tất cả họ bây giờ ở dưới địa ngục hết rồi, bởi vì con lần lửa không nghe sự kêu gọi của ta. Anh chị em lúc đó sẽ như thế nào? Hỏi luôn mà: vậy hả Chúa, giờ làm sao đây, lấy đâu xa? Tôi không phải nói để khoe mình đâu ha, nhưng tôi nói để cho anh em nhìn thấy cái điều tôi muốn chia sẻ. Ví dụ như cách đây 25 năm, Chúa kêu gọi tôi từ một sinh viên đang đi học, phải không ạ? Đang kiếm tiền làm ra tiền, tôi kể rồi. Bây giờ Chúa kêu gọi tôi dâng cuộc đời cho Chúa để giảng phúc âm, để phục vụ trong vương quốc của Ngài. Và giả dụ như lúc đó tôi nói: không, Chú kêu người khác đi, còn giờ con sống cuộc đời của con thôi. Thế thì những người đã được chữa lành, được giải cứu, được nâng đỡ, được khích lệ qua lời Chúa, qua bài giảng, qua chức vụ của tôi hôm nay ở đâu? Tôi lấy ví dụ thế thôi. Mặc dù mình chưa phải làm những việc lớn lao, nhưng mà rõ ràng phải không ạ? Khi một con người vâng lời Chúa để phục vụ Ngài, thì biết bao nhiêu linh hồn sẽ rời địa ngục lên thiên đàng. Cho nên cho em ạ, sự vâng lời Chúa đó
nó không còn giới hạn ở chỗ là được lợi hay không được lợi nữa, mà nó chuyển sang một cái chỗ là sống và chết. Rất quan trọng. Tôi biết Chúa gõ cửa tấm lòng anh chị em ngồi ở đây. Có những con người Chúa kêu gọi, Chúa kêu gọi anh chị em hãy phục vụ ta, đừng sợ, hãy bước đi với ta, ta ở cùng con, tay phải ta nắm lấy con, đừng sợ. Nhưng mà con người thì có ngàn lẻ một lý do để nói rằng không, Chúa ơi, chưa đến thời điểm. Tôi không biết là cái lúc mà bắt đầu thở hơi cuối cùng rồi mới đến thời điểm hay sao đấy. Có một số người nói là có một cái nét hay ghim kia nào, ông kể câu chuyện có một cái ông, Chúa kêu gọi ông nhiều lần lắm, nhưng mà ông không lần lửa, ông không chịu làm. Đến một ngày nọ ông nằm hấp hối trên giường bệnh, thì Chúa đến rước ông đi. Thì ông chỉ nói lại một câu thôi. Ông nói với cái người bên cạnh, ông nói: giá như hồi đó tôi biết nghe lời thì đời sống tôi khác rồi. Và tôi muốn khích lệ anh chị em rằng đừng để cuộc đời mình phải nói từ giá như khi mình trút hơi thở cuối cùng. Anh em ạ, đừng để đời đời anh chị em. Điều đó đau đớn lắm, thật sự đau đớn. Thời gian Chúa ban cho chúng ta có hạn, và khi anh chị em mất tiền bạc có thể kiếm được, thậm chí anh em mất sức khỏe có thể phục hồi được, nhưng tôi nói anh chị em nghe nè, mất thời gian không bao giờ lấy lại được. Một ngày qua đi là xong rồi đấy, một tháng qua đi xong rồi, một năm qua đi là xong rồi đấy, không bao giờ anh chị em lấy lại được. Cho nên tôi nói những lời này qua cuộc đời của Abraham để khích lệ anh chị em, khi thực sự Chúa gõ cửa tấm lòng anh chị em, hãy ra một quyết định như Abraham lúc 70 tuổi, đi luôn, đi theo Chúa, để rồi Chúa hướng dẫn mình từng bước, từng bước, từng bước. Đi theo Chúa không có nghĩa là tôi vứt tất cả mọi thứ rồi tôi nằm không ở trên giường, không phải đâu. Đi theo Chúa có nghĩa là một quyết định trong lòng, và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, cuộc đời con, sự nghiệp con, công việc con, lời nói con, hành vi con, bây giờ Chúa hãy hướng dẫn con, con nghe theo Ngài 100%. Ngài nói gì con sẽ nghe đó, Ngài bảo con làm gì con sẽ làm đó, Ngài bảo con ngưng điều gì con sẽ ngừng điều đó, Ngài bảo con cái gì con cũng nghe. Đó là vâng lời Đức Chúa Trời đó anh chị. Chứ không phải vâng lời Đức Chúa Trời có nghĩa là tôi đang làm việc, bây giờ tôi vứt hết, tôi về nhà bắt đầu tôi cho sạch tất cả mọi thứ và nằm trên giường đó, là đó bây giờ con vâng lời. Có cái gì mà vâng lời, hả mà? Phải hiểu cho đúng nghĩa. Vâng lời là vâng theo những gì Chúa dẫn dắt mình. 100% tâm trí, tình cảm, tâm linh, thân xác của mình giao cho Chúa để Chúa điều khiển mình. Đó là vâng lời. Rồi, bây giờ anh chị em hãy nghe tôi chia sẻ những cái bài học từ sự vâng lời của Abraham đây. Đây là chỗ chính mà tôi muốn truyền đạt cho anh em buổi tối hôm nay, à buổi chiều ngày hôm nay. Trong cái bước đường mình vâng lời Chúa đó, anh chị em luôn luôn đặt ra ba câu hỏi giùm tôi. Ha, nếu anh chị em ngồi đây quan tâm, ha, quan tâm Chúa kêu gọi mình, Chúa ơi, Ngài kêu gọi con, ha. Thì anh chị em luôn luôn phải đặt ra ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, lạy Chúa, con phải làm gì? Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai mà anh chị em phải đặt ra, lạy Chúa, con làm điều đó với ai? Và câu hỏi cuối cùng, Chúa ơi, khi nào thì con làm điều đó? Anh em hiểu không ạ? Làm gì? Với ai? Khi nào? Đây là chỗ mà chúng ta phải hết sức thận trọng, lắng nghe từ tấm lòng, từ sự mách bảo của Đức Thánh Linh, để đời sống anh chị em mình được thành công. Có rất nhiều người biết rõ Chúa muốn mình làm gì, biết rõ lắm, nhưng mà cộng tác sai người, cuối cùng sụp đổ hết. Có người biết rõ luôn là mình làm gì, làm việc với đúng người, nhưng mà không đúng thời điểm, cuối cùng nản lòng bỏ cuộc hết. Chúng ta cần phải nắm rõ ha, làm gì, với ai, và khi nào. Bây giờ Abraham là người được Chúa kêu gọi, dĩ nhiên cuối cùng thì ông thành công bởi ân điển của Chúa, nhưng trong quá trình ông bước đi với Chúa, ông có những sai lầm mà chúng ta học. Chúa kêu gọi ông có một mình thôi, ha mà. Anh em đọc trong Esai chương 51 câu 2 bản dịch 2011, anh em sẽ thấy bản dịch này tôi thấy chuẩn hơn. Tôi đọc anh chị nghe nè: hãy nhìn vào Abraham tổ phụ các ngươi và Sarah tổ mẫu các ngươi, vì ta chỉ kêu gọi một mình nó, rồi ta ban phước cho nó và làm nó gia tăng đông đúc. Anh em thấy không? Chúa kêu gọi Abraham
mấy người? Một mình ông thôi. Nhưng ông ra đi mấy người? Ông dẫn theo ông Lót nữa. Thế đó, dẫn theo Lót nữa. Dĩ nhiên vợ con ông thì không tính rồi, vợ ông thì không tính rồi, vì vợ ông với ông là một, và gia đình ông. Nhưng Chúa đâu kêu ông đem theo Lót theo. Thấy chưa? Chúa không bao giờ gọi Abraham đem Lót theo. Nhưng ở trong Sáng Thế Ký, anh chị em nhìn thấy rằng câu 12 chương 4, Abraham ra đi như Chúa đã phán với ông, và Lót đi với ông. Lót đi với ông. Abraham đã phạm sai lầm khi đem Lót theo mình. Abraham biết rõ ông phải làm gì. Ông đi để trở thành cha của nhiều dân tộc. Ông đi để duy trì một dòng dõi thánh trên đất. Ông đi để làm theo tiếng gọi của Chúa, ông biết. Nhưng ông làm điều này với ai đó thì ông chưa nắm được từ ban đầu. Điều này đã gây rất nhiều vấn đề cho Abraham. Anh chị em thấy không? Không phải lúc nào chúng ta cũng hiểu được sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời đâu. Rõ ràng Đức Chúa Trời lúc này ông đến với Abraham là Đức Chúa Trời muốn biệt riêng Abraham ra khỏi quê hương dòng tộc của ông. Ngài đang cố gắng thiết lập một dòng dõi đặc biệt, và qua dòng dõi đó ông trở thành nguồn phước cho tất cả mọi quốc gia trên trái đất này. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Và sai lầm của Abraham cũng là sai lầm của rất nhiều người trong chúng ta hôm nay. Chúng ta rất dễ thêm vào sự kêu gọi của Chúa những điều mà Chúa không sai chúng ta làm. Đây là chỗ anh chị em chú ý ha. Nếu Chúa kêu gọi anh em làm mục sư thì hãy tập trung vào làm mục sư. Đừng bao giờ nhảy sang truyền giáo. Đừng bao giờ nhảy sang làm cứu tế xã hội. Chúng ta lang mang khỏi sự kêu gọi của Chúa. Chúa muốn chúng ta làm gì, hãy làm đúng điều đó thôi. Tập trung vào điều đó thôi. Nếu chúng ta lang mang, chúng ta sẽ đánh mất mục tiêu. Nếu Chúa kêu gọi anh em làm doanh nghiệp, hãy tập trung vào làm doanh nghiệp. Đừng lăn quăng vào những cái lĩnh vực khác, mất thời giờ và gây lên đau đớn. Rồi nếu Chúa kêu gọi anh chị em làm một mình, hãy làm điều đó một mình. Chúa sẽ sai người đến phụ giúp anh chị em. Chúa sẽ sai người đến để cùng hỗ trợ với anh chị em. Sự cộng tác á, mà không theo ý Chúa luôn gây những rắc rối. Sự hợp tác mà không đúng ý muốn Chúa đó, luôn gây những phiền toái. Ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy, ví dụ như Abraham đi, ông đem theo Lót. Và cuối cùng thì sao anh chị? Giữa chú cháu cá sở cãi vã với nhau. Khi cả hai cùng giàu có lên, khi bầy chiên bầy bò của Abraham cùng với Lót đồng tăng trưởng lên, đến một thời điểm thì Lót nó tự nghĩ rằng mình cũng giỏi chứ, mình cũng tài ghê, mình cũng được phước mà. Đến một thời điểm Lót quên mất đi những gì Lót có là nhờ phước lành của Abraham. Quên mất tiêu. Anh chăm bật để thấy ha. Trong dân Canaan, dân Pherusit ở trong xứ xảy các tranh giành giữa bọn chăn chiên Abraham và bọn chăn chiên của Lót. Tranh giành. Lót đã không nói với đầy tớ của mình rằng họ được ân điển là khi họ ở cùng Abraham. Ông cũng không nhắc những người theo ông là chính Abraham mới là người được kêu gọi, còn ông chỉ là người đi ăn ké theo thôi. Ông nói. Cho nên nếu Chúa kêu gọi anh em, Chúa sức dầu cho anh em, thì tôi nói nè, trên anh em có ân điển. Và những người đi theo anh em họ cũng hưởng kế cái phước đó luôn. Nhưng hãy khéo nè, hãy khéo nè, một thời gian sau cái người mà anh em cộng tác đó có thể nghĩ lầm rằng ồ, mình cũng được phước, mình cũng được sức dầu ý như người được kêu gọi kia. Ồ, và xảy ra sao chết? Tranh chấp. Xảy ra tranh chấp. Đây là chỗ mà hết sức chú ý. Hết sức chú ý. Chúa luôn làm việc với mỗi cá nhân. Chúa kêu gọi anh em là Chúa kêu gọi anh em một cách cá nhân. Chúa phán những điều của Ngài vào lòng anh em một cách cá nhân. Và anh em phải nhận rõ điều gì Đức Chúa Trời kêu anh chị em làm. Nếu Chúa bảo anh em cộng tác với người này, hãy cộng tác. Nếu Chúa không bảo anh em cộng tác, đừng cộng tác. Hãy thận trọng với người mà mình cộng tác. Anh em thấy không ạ? Abraham đã phải giải quyết tranh chấp. Abraham chủ động phải tách khỏi Lót. Khi Abraham yêu cầu Lót chọn phần đất thì Lót đã lấy phần tốt nhất để lại cho Abraham, người lãnh đạo thực sự, phần còn lại rất cằn cỗi.
Đấy, anh em đọc sẽ thấy Sáng Thế Ký chương 13 câu 10 đến 11. Lót bèn ngước mắt lên, thấy khắp cánh đồng bằng sông Giô-đanh là nơi trước khi Đức Giê-hô-va chưa phá hủy thành Sodom Gô-mơ-rơ, thấy đều cả nước tưới khắp đến xoa đồng đó cũng như vườn của Đức Giê-hô-va và như xứ của Ê-díp-tô vậy. Lót bèn chọn lấy cho mình hết cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh và đi qua phía đông. Vậy hai người chia rẽ nhau. Anh em thấy chưa? Như vậy bài học ở đây là gì anh chị em? Nếu Chúa kêu gọi anh chị em một mình, hãy làm điều đó một mình. Nếu Chúa kêu gọi anh em cộng tác, hãy nói với Chúa: Chúa ơi, con phải cộng tác với người nào? Cái việc chúng ta hợp tác cộng tác với người nào cực kỳ quan trọng. Nó quyết định kết quả của anh chị em. Đây không chỉ nói riêng về chức vụ ở trong hội thánh, nói chung cho cuộc sống của mình. Có những người mở doanh nghiệp lên làm ăn, cộng tác sai người, cuối cùng là chỉ còn một đống nợ với cả nhau. Có đúng không chị em? Một đống nợ với cả nhau, chỉ vậy thôi. Và hội thánh cũng như vậy. Nếu anh chị em cộng tác để xây dựng hội thánh sai người, thì tôi nói anh em á, chỉ có tổn thương với chia rẽ thôi, không giải quyết được gì cả. Hãy hỏi Chúa: Chúa ơi, Ngài muốn con xây hội thánh, Ngài muốn con lập doanh nghiệp, nhưng Ngài muốn con làm một mình hay làm với ai? Chúa sẽ nói cho anh chị em. Chúa nói rằng: con làm một mình, ta sức dầu cho con. Hãy mạnh dạn làm một mình, Chúa sẽ đưa người đến phụ tá cho anh em. Hội thánh cần những lãnh đạo mạnh mẽ và những phụ tá khôn ngoan và trung thành, chứ không có được lộn xộn theo ý muốn của Chúa anh chị em ha. Đó là vấn đề. Đó là vấn đề. Rồi bây giờ chúng ta hãy xem một cái sai lầm nữa để chúng ta học từ bài học của Abraham. À, anh em đọc gì, thấy gì ở trong Sáng Thế Ký chương thứ 16. À, Sáng Thế Ký chương 16. Chúng ta hãy nghiên cứu ha, để mình rút ra những cái kinh nghiệm cho đời sống của mình trong cái sự vâng lời Chúa. Tôi nghĩ đến Sáng Thế Ký chương 16, Abraham biết rất rõ những điều mà ông đang chờ đợi. Ông biết rõ rằng ông trở thành cha nhiều dân tộc, dòng dõi ông sẽ đông như sao trên trời các bờ biển. Ông đang tin Đức Chúa Trời và ông chờ đợi điều đó. Rồi bây giờ như thế nào anh em? Vả Sarai vợ Abraham vẫn không sanh con. Đây là nàng đề ha. Nàng có một con đồi Egypto trên là Aga. Sarai nói cùng Abraham rằng: này, Đức Giê-hô-va đã làm cho tôi son sẻ, vậy xin ông hãy lại ăn ở cùng con đồi tôi, có lẽ tôi sẽ nhờ đó mà có con. Chàng Abraham bèn nghe lời của Sarai. Đây, tôi nghĩ ông đàn ông nào cũng nghe lời chuyện này hết. Abraham không gọi là chuyện này. À, chuyện này Abraham quá là nghe lời luôn đi chứ. Nhưng vấn đề anh cho em nghe nè, chỗ này tôi đọc nhiều suy ngẫm nó cũng rất là cười và vui. Cái vấn đề là bây giờ Đức Chúa Trời hứa rằng sẽ có một đứa con, và hai vợ chồng chờ mò mỏ không thấy gì là bắt đầu nghe. À, và đời sống chúng ta đôi khi cũng gặp trường hợp y xì như Abraham này. Chúa hứa cho chúng ta một điều nào đó. Chúa hứa cho anh chị em rằng: ta sẽ dùng con để xây dựng một hội thánh vững mạnh, ta sẽ dùng con để thành lập một doanh nghiệp thành công, ta sẽ dùng con để cứu giúp nhiều người, ta sẽ dùng con để có thể nuôi dưỡng những trẻ mồ côi, ta sẽ dùng con để có thể chăm những cụ già ở trong trại dưỡng lão, ta sẽ dùng con để làm những chức vụ này chức vụ kia. Anh em chờ đến một ngày sao thấy không thấy gì nhúc nhích hết. Đời sống mình hoàn toàn không có một cái dấu hiệu gì cái chuyện là có những cái chuyện đã xảy ra. Giống như Sarai đây này, chờ mãi mà không thấy có dấu hiệu dính bầu gì hết đó. Thầy căng nó. Và cuối cùng bà có một đề nghị. Đời sống chúng ta đôi khi đó, khi chúng ta không đủ sự kiên nhẫn, chúng ta rất dễ có những đề nghị. Có những đề nghị nào đó, nghe những tiếng nói nào đó để cố gắng làm thành cái điều mà Đức Chúa Trời muốn mình làm, nhưng không phải sức của Chúa, không phải phép lạ của Chúa, không phải quyền năng của Chúa, mà bằng sức con người. Sức con người cũng có thể cầu nguyện được, sức con người cũng có thể tụ tập đám đông được, sức con người cũng có thể lập trại dưỡng lão được, sức con người cũng có thể lập trại trẻ mồ côi được, anh chị em à. Nhưng Chúa không có ở đó. Đấy là rắc rối của chúng ta. Đấy là rắc rối của nhiều người. Và tôi muốn lấy một chân lý ở đây.
cái điều gì mà anh chị em mình sản xuất ra mà không theo ý Chúa đó, không đúng theo cái điều Chúa lập trình đó, thì luôn đem đến cho chúng ta thất vọng và rắc rối, đau đớn. Mặc dù mới đầu có vẻ ok, anh chị em có thể kiếm tiền ra nhiều tiền, nhưng mà nếu không theo ý Chúa, tiền đó có thể tống anh em vào tù. Cho nên chân lý chỗ là chúng ta cần phải lắng nghe, cầu hỏi Chúa. Chúa Ngài hứa cho con một đứa con, nhưng mà khi nào Chúa? Tại sao Abraham và Sarai không quỳ xuống cầu hỏi Đức Giê-hô-va, mà Sarai lại cho ra một cái ý tưởng nó rất là kỳ cục như thế này? Và cuối cùng anh chị em biết rồi, Ismael đã ra đời qua cái đề nghị của Sarai. Và anh em biết sự đau đớn ở chỗ nào không? Cái ngày mà Abraham và Sarai đồng ý đuổi Aga và Ismael đi vào đồng vắng là ngày mà lòng của Abraham tan nát luôn. Ismael vẫn là con của Abraham cơ mà, vẫn là giọt máu của ông cơ mà, đúng không thế? Vẫn giọt máu của ông cơ mà, nhưng ông đành lòng phải đuổi ra sa mạc, sống chết không biết như nào. Kinh khủng chưa? Tôi nghĩ Abraham rất đau đớn về điều này. Abraham cực kỳ đau khổ về điều này. Anh chị em hãy học bài học từ đây. Điều gì anh em tự làm ra, điều gì anh em tự sản xuất ra, điều gì anh em tự nghĩ ra mà không theo ý Chúa, luôn luôn gây đau đớn cho cuộc đời chúng ta. Hãy cẩn thận. Anh em nhớ câu chuyện ở trong Giô-suê chương 9 không? Khi Giô-suê gặp dân Ga-ba-ôn không ạ? Dân Ga-ba-ôn nó lừa, nó mặc rách rưới, nó lấy bánh khô đến, nó nói là ui tôi từ phương xa đến, tôi đến rất từ nơi rất là xa, anh ký giao ước với chúng tôi đi, tôi không có phải dân ở đây, tôi đến từ nơi xa ký giao ước bảo vệ chúng tôi đi, chúng tôi làm tôi tớ cho các anh, chảy củi cho các anh, sắp nước cho các anh, yên tâm đi. Kinh Thánh chép là dân Israel đã nhận lễ vật của họ mà không cầu hỏi Đức Giê-hô-va. Anh em thấy không ạ? Tại sao mình không cầu hỏi Chúa? Cái sai lầm của nhiều người trong anh em mình trong vấn đề văn phục ý muốn sự kêu gọi của Chúa là gì? Chúng ta quá vội vàng để quyết định những điều gì đó nghe có vẻ dễ dàng, có vẻ thuận lợi cho chúng ta mà không cầu hỏi ý Chúa. Thường những cái điều mà cái ý kiến nó đưa đến đó, nó rất thuận lợi, giống như cái đề nghị của Sarai này rất thuận lợi. Abraham nghe cái là khoái liền, bảo là ô quá tuyệt vời đấy chứ, xin đứa con lời hứa như thế này là không xin thì xin lúc nào nữa, phải không ạ? Nghe rất hợp lý, rất hợp lý. Nhưng mà hợp lý của con người không phải là chân lý của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy chú ý cái điều này đó. Đây là chỗ mà chúng ta thấy không anh chị em ha? Cho nên khi chúng ta nhận lấy một cái sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, anh chị em ạ, hãy biết rất rõ thời điểm của Chúa. Hãy biết rõ à, anh em thấy ví dụ như Chúa dựng Môi-se lên để dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập, Giô-suê vẫn đi theo, nhưng nhiệm vụ của Giô-suê là gì ạ? Dẫn dân vào xứ hứa. Mỗi người có thời điểm, và chính cái thời điểm đó khiến cho các bạn thành công. Các bạn không làm trật thời điểm của Đức Chúa Trời được. Các bạn muốn thành công cũng không được nếu thời điểm của Đức Chúa Trời chưa đến. Anh em đọc truyền đạo sẽ thấy mọi sự dưới trời đều có kỳ, có giờ. Vì vậy trước bất kỳ sự kêu gọi nào, tôi khuyên tất cả anh chị em hãy hỏi Chúa thật kỹ, con phải làm gì, con phải làm với ai, và con làm khi nào. Ba câu hỏi đó nếu chúng ta có câu trả lời, tôi nói rằng chúng ta sẽ theo Chúa thành công. Chúng ta sẽ theo Chúa thành công. Anh em ạ, sự thăng tiến cuộc đời của chúng ta không phải bởi vì chúng ta liên kết với nhiều người, không phải đâu. Sự thăng tiến trong cuộc đời chúng ta là bởi vì Chúa chọn lựa, kêu gọi và làm cùng với chúng ta. Anh em mà có Đức Chúa Trời đi cùng, anh em đứng ở trong kế hoạch chương trình của Đức Chúa Trời, thì tôi nói với anh chị em, dù có hòn núi ở trước mặt anh chị em nó cũng phải tan đi. Hãy tin tôi đi, hãy chú ý về sự kêu gọi của mình. Mỗi một cuộc đời ngồi ở đây, Đức Chúa Trời luôn có phước lành và ân điển đến cho tất cả anh chị em, không riêng gì ai hết. Đức Chúa Trời luôn có.
Từ người lớn, người nhỏ, người đơn sơ đến người phức tạp, người ít học đến người có học cao, Chúa luôn có ân điển cho mọi người. Nhưng tất cả chúng ta phải bước được vào cái kế hoạch đó của Đức Chúa Trời bằng cách hết sức thận trọng, hỏi ba câu hỏi liên tục: Chúa ơi, con phải làm gì? Con làm với ai? Và con làm khi nào? À, chú ý điều đó. Chú ý điều đó. Và nhiều anh chị em mình khi không có nắm rõ điều này đó, chúng ta rất là hời hợt ở trong cái chuyện, vội vàng trong cái chuyện, những cái chuyện này, và chúng ta vấp ngã. Chúng ta vấp ngã. Hoặc chúng ta đi trước Chúa, hoặc chúng ta quá chậm chạp. Chúng ta đi trước Chúa vì chúng ta muốn thành công nhanh, chúng ta muốn những cái điều Chúa hứa cho mình phải nhanh nhanh nhanh. Hoặc chúng ta quá chậm chạp, trù trừ, không quyết, phân tâm. Và cả hai cái này đều khiến cho chúng ta mất ân điển của Chúa. Nên sự chia sẻ của tôi buổi sáng hôm nay là gì anh chị em? Tất cả chúng ta hãy vâng lời. Một trong sự thành công của Abraham chính là nghệ thuật vâng lời Chúa của ông. Nếu tôi và bạn chị em ngày hôm nay đọc Kinh Thánh và vâng theo từng lời, thì nan đề chúng ta không gây cho chúng ta mất ngủ được. Chúng ta sống trên nan đề, chúng ta sống trên bệnh tật, chúng ta sống trên nghèo đói, chúng ta sống trên những xung đột, chúng ta sống trên tất cả những sự đó. Vì lời Đức Chúa Trời luôn chiến thắng. Tất cả những anh em trên live stream cũng vậy. Tôi cũng muốn khích lệ tất cả các bạn đang theo dõi buổi giảng ngày hôm nay, lời Chúa ngày hôm nay. Nó đơn sơ thôi, nhưng mà hãy nhớ giùm tôi ba câu hỏi quan trọng trong cuộc đời của mọi người. Hãy hỏi Chúa, và tôi tin rằng Đức Thánh Linh sẽ nói vào lòng các bạn. Các bạn sẽ biết mình phải làm gì, mình phải làm với ai, và làm khi nào. Khi các bạn có được ba câu hỏi, câu trả lời cho ba câu hỏi này, thì chức vụ và mọi việc làm của các bạn sẽ rất an ninh. Đừng vội vàng, đừng vội vàng. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho hết thảy hội thánh của Chúa và lời của Ngài. Amen. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Và giờ này thì chúng ta sẽ cầu nguyện. Đến thời giờ mình cầu nguyện, xin Chúa cho anh em mình đáp ứng những cái điều mà chúng ta vừa nghe. Amen. Dạ. Nếu như ngày hôm nay tất cả anh chị em mình đang gặp khó khăn, điểm này là thời điểm chúng ta cần sốc lại đời sống tâm linh của mình. Nếu ngày hôm nay anh chị em đang ngồi dưới còn chần chờ với sự kêu gọi mà Chúa đã kêu gọi trong đời sống của mình, thì tôi cũng nói với anh chị em rằng hãy quyết định hôm nay. Hãy quyết định sống cho Đức Chúa Trời. Nếu hôm nay anh chị em đang gặp những sai lầm, những vấp ngã vì cộng tác sai người, tự mình làm ra cái điều mà Chúa không muốn mình làm, Chúa không sai mình đi vay tiền để dựng hội thánh, mình đi vay tiền dựng hội thánh, giờ mình ôm cục nợ, thì hãy ăn năn đi. Có những thứ nghe có vẻ rất thiêng liêng nhưng không có ý Chúa trong đó, và khiến đời sống mình rắc rối. Anh em tin đi, Đức Chúa Trời mình là đấng toàn năng, có việc gì khó cho Ngài đâu, phải không chứ? Thì lẽ nào Ngài cho con cái Ngài phải là nạn nhân của những điều mà mình muốn làm trên đất này? Tôi không tin điều đó. Tôi tin rằng khi Đức Chúa Trời làm điều gì, Ngài làm một cách hoàn hảo. Ngài làm trong sự bình an và vui mừng, anh chị em ha. Cho nên chúng ta không nên là nạn nhân của những sự hiểu biết sai lầm. Và đôi khi chúng ta dùng những điều thiêng liêng để biện hộ cho những sai lầm của mình. Và mình nói rằng, ô đây là do tôi hầu việc Chúa tôi bị nợ nần. Ôi tôi hầu việc Chúa cho nên tôi bệnh tật. Tôi hầu việc Chúa cho nên tôi gãy chân gãy tay. Không có đâu nha anh chị em. Đừng nói thế mà nó oan uổng cho Đức Chúa Trời chúng ta. Không có đâu. Tôi đảm bảo anh chị em rằng hãy sửa lại đi. Chúa luôn dẫn chúng ta đi từ sự bình an đến bình an, vinh hiển đến vinh hiển, đắc thắng đến đắc thắng. Amen. Hãy kiên nhẫn chờ đợi lắng nghe. Kinh nghiệm trong đời sống của tôi á, nếu Chúa không nói tôi chả làm gì cả. Nếu Chúa không nói tôi lên núi tôi trải chiếu tôi ngủ, không làm gì hết. Kệ. Tôi không kệ tôi, vì Chúa không bảo mà. Cho nên tôi hay nói với Chúa ơi, xài còn ít ít thôi, để con nghỉ đó, nghỉ ngơi tí xíu cho nó lại sức. Chúa không nói con làm gì hết. Tắt điện thoại, mất hết mọi kết nối, nghỉ.
còn Chúa nói thì làm. Thế thôi. Và tôi nói nếu mình sống đời sống như vậy anh chị em ạ, bình an thỏa lòng. Nhiều khi mình làm những điều mà Chúa không sai, mình làm những điều mà Chúa không muốn, nó mệt lắm. Nó mệt ở chỗ là gì? Tiền mình cũng phải chi, sức lực mình cũng phải kêu gào, rồi nhiều khi phải thức đêm thức hôm cầu nguyện gì mà gọi là rác hết cổ họng luôn, Chúa không thấy đâu hết trơn. Chúa nói thì ta có làm đâu mà ta trả lời, tụi bay cứ kêu thì cứ kêu thôi. Đó là nhiều khi đó như thế. Còn tôi nói anh em là bí quyết là khi mình làm thế Chúa, đôi khi không nói vậy nhưng mà anh em đừng có bắt phạm, đôi khi không cầu nguyện vẫn thành công. Không thiệt mà không cầu nguyện vậy đó, đã Chúa làm thôi chứ không có cần phải la hết cái gì đó, không có cần phải là hô hào gì nữa đó, tự nhiên tất cả sẽ thành công nếu đó là Chúa bảo mình làm. Ra đi giơ tay lên là phép lạ sẽ xảy ra, làm vậy đó. Cho nên anh chị em, tôi qua cái sứ điệp này tôi muốn nhắc nhở cả hội thánh, anh chị em à, hãy dành thời giờ nhiều nhất có thể ngồi xuống để lắng nghe Chúa bảo anh chị em làm gì. Thế thôi, sự thành công nằm chỗ đó. Amen không ạ? Rồi bây giờ chúng ta đồng đứng một chút nha. Tôi muốn cầu nguyện cho hết thảy ông bà anh chị em buổi sáng hôm nay. Mục đích của tôi không có gì khác hết á, là tôi muốn đời sống anh chị em thành công và những sự lừa dối của Satan trên đời sống anh chị em phải bị vạch trần ra. Tôi biết nó hay dùng những cái lý lẽ để biện minh cho những lỗi lầm mà anh chị em đã gặp, rồi anh chị em tự an ủi mình rằng đó là Chúa, đó là vác thập tự giá theo Chúa. Đôi khi không phải, không phải như vậy. Tôi biết một Đức Chúa Trời đầy nhân từ và lòng thương xót. Tôi biết một Đức Chúa Trời không bao giờ đem sự đau đớn cho con cái của Ngài. Tôi biết một Đức Chúa Trời mà người nào hầu việc Ngài thì càng đi tới thì sức lực càng thêm hơn, không có cái chuyện khác đâu. Chúa ơi, bây giờ con đứng trước mặt dân sự của Ngài, con không muốn bất cứ anh chị em nào của con đang đứng ở đây là nạn nhân của sự lừa dối. Dù đó là thiêng liêng, dù đó là chuyện đời này, dù đó là chuyện tỏ tường hay là chuyện kín dấu, Thánh Linh ơi, Ngài là thần lẽ thật và Ngài có quyền để chỉ cho dân sự của Ngài đâu là kế hoạch của Ngài, đâu là ý muốn của Ngài, đâu là con đường của sự bình an, đâu là con đường của phước hạnh, đâu là thời điểm mà Ngài hành động, đâu là con người mà họ cần cộng tác, đâu là việc làm và sự kêu gọi mà họ cần bước vào. Anh chị em ơi, hướng lòng về Chúa giờ này, anh em hãy thưa với Chúa những điều ấp ủ trong trái tim của anh chị em. Cha ơi, con không muốn bất cứ một ai đang đứng ở đây mà họ trở về mà không có câu trả lời cho cuộc đời của mình trong buổi sáng hôm nay. Cha con biết thần linh của Ngài hiện diện giữa hội thánh, Ngài đang ở nơi này, Ngài sẽ đem ra ánh sáng mọi điều gì tối tăm, Ngài sẽ đem ra con đường của Ngài mọi điều gì cong quẹo. Lạy Chúa, con cầu nguyện Trời Thánh hãy hướng lòng về Ngài. Đại Thánh hãy nói với Ngài, con quyết định vâng phục và trao đời sống con cho Ngài hôm nay. Con trao cả bệnh tật nan đề của con cho Ngài, con trao cả những sai lầm vấp ngã của con trong quá khứ cho Ngài, con trao hết tất cả những điều mà con đã bị đau đớn cho Ngài. Ngày hôm nay con muốn bắt đầu lại từ đầu. Lạy Chúa hãy dạy con, lạy Chúa hãy biết con, cho con biết con phải làm gì, con phải làm việc đó như thế nào, với ai và thời điểm nào. Chúa Thánh Linh ơi, hãy giúp con. Anh chị em cầu nguyện đi ạ. Anh chị em hãy nói điều đó anh chị em ơi, bởi vì nó quan trọng lắm. Nó quyết định đời sống anh chị em, nó quyết định sự vinh hiển của anh chị em trong nước trời, nó quyết định sức mạnh của hội thánh ở trong nước trời. Chúa không muốn anh chị em bất kể một sự thiệt hại đau đớn nào, Chúa không muốn anh chị em phải là nạn nhân của bất kỳ một sự lừa dối nào, dù đó là bởi những cái nguyên nhân có vẻ rất là thiêng liêng. Nhưng anh chị em biết đó,
tất cả những gì theo ý của Chúa, thì luôn đem đến cho chúng ta những sự vui mừng, chu cấp. Trong danh của Chúa Giêsu quyền năng, tôi cầu nguyện giờ này. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tiếp tục lên cho em. Tôi biết tâm lòng anh chị em đang cầu nguyện. Chúa đang lắng nghe, Chúa đang lắng nghe, Chúa đang lắng nghe, Chúa đang lắng nghe. Anh chị em hãy nghĩ đến những nan đề mình đang gặp phải, những bệnh tật mình đang gặp phải, những nợ nần mình đang gặp phải, những xung đột trong gia đình mình đang gặp phải, những cái vấn đề mà ma quỷ mình đang gặp phải. Sai lầm nằm ở chỗ nào? Mình đã có những quyết định sai lầm nào để dẫn đến điều này? Hãy ăn năn anh chị em. Tôi nói rằng người nào ăn năn, người nào mà nhận ra thì người đó được tự do hôm nay. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, Thánh Linh của Đức Chúa Trời, hãy đến trên dân sự của Ngài. 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 Con cầu nguyện Chúa ơi, Ngài sức dầu, tươi mới, tươi mới, tươi mới, tươi mới, tươi mới, tươi mới, tươi mới. Con cầu nguyện Chúa sức dầu tươi mới cho dân sự Ngài. Dầu mới này sẽ dạy dân sự của Ngài mọi điều mà không cần ai phải nhắc nhở, không cần ai phải chỉ đường. Thánh Linh Đức Chúa Trời ơi, Ngài là Chúa của linh hồn họ. Con cầu nguyện giờ này. Alleluia, 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 Alleluia. Cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài, 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 cảm ơn Ngài. Oh Alleluia, oh Alleluia. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục đi anh em ơi, tiếp tục đi, tiếp tục đi, tiếp tục đi, tiếp tục đi. Tôi đang cảm nhận Thần Linh của Đức Chúa Trời chỉ cho anh chị em, chỉ cho anh chị em giờ này, chỉ cho anh chị em. Anh chị em phải làm gì? Mở lối cho anh chị em giờ này trong danh của Chúa Giêsu. Hallelujah. Con cảm ơn Ngài là Chúa. Ngợi khen Ngài, ngợi khen Ngài, ngợi khen Ngài. Trong danh của Chúa Giêsu quyền năng, ta lệnh cho tất cả mọi tà linh lừa dối của Satan hãy rời khỏi hội chúng giờ này. Ta ra lệnh cho mọi kế hoạch lừa dối của Satan hãy rời khỏi hội chúng giờ này. Ta lệnh cho mọi kế hoạch lừa dối của Satan phải rời khỏi chúng giờ này. Nhân danh của Chúa Giêsu quyền năng, ta ra lệnh cho mọi tiếng nói lừa dối của Satan phải rời khỏi tâm trí con cái Đức Chúa Trời giờ này. Rời đi, rời đi, rời đi. Trong danh quyền năng Chúa Giêsu ta truyền lệnh, mọi sự dẫn dụ mang tính tà thuật, mang tính từ thần trong cốt mối khoa, tất cả những dẫn dụ lừa dối, những thần cảm giả mạo trong dân sự của Đức Chúa Trời, ta ra lệnh mày rời khỏi đi. Đi ra đi, ra, out, đi ra. Trong danh của Chúa Giêsu quyền năng, mọi kế hoạch đến từ Satan, mọi việc làm đến từ Satan, mọi lời nói, mọi ý kiến đến từ Satan, mọi điều gì không đến từ linh của Đức Chúa Trời, ta trói buộc mày. Hãy rời khỏi dân sự của Chúa, rời khỏi dân sự của Chúa, rời khỏi dân sự của Chúa, rời khỏi dân sự của Chúa. Tại sao tôi cầu nguyện những lời cầu nguyện đó? Vì tôi cảm nhận rằng trong anh em có những người là nạn nhân của những điều mà dường như rất thiêng liêng. Anh em nghĩ rằng điều đó đến từ Chúa, nhưng thật sự không phải. Anh làm cho đời sống anh chị em bước từ thất bại này đến thất bại khác, cả một đời đau đớn và đầy dẫy những đau đớn chồng chất. Anh em tưởng rằng mình hy sinh cho Đức Chúa Trời, nhưng không phải. Đó là thần lừa dối, đó là tiếng nói của thần cảm giả mạo, đó là điều mà Satan đã lợi dụng đồng cốt bôi khoa để làm điều này. Tôi ra lệnh một lần nữa, tà linh đồng cốt bôi khoa, tà linh có tiếng nói giả Đức Thánh Linh trong lòng, trong danh Giêsu ta ra lệnh mày rời khỏi hội chúng Chúa. Rời đi, mày rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta ra lệnh mày rời khỏi kế hoạch của dân sự Đức Chúa Trời, rời khỏi tấm lòng qua trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta truyền lệnh mày đi đi, đi đi, đi đi, đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta trói buộc mày, ta trói buộc mày. Linh đồng cốt bói khoa, linh bói toán, linh đồng cốt bói khoa, linh bói toán, ta trói buộc mày, ta trói buộc mày trong danh Chúa Giêsu. Ra khỏi dân sự của Đức Chúa Trời, ra khỏi mọi kế hoạch của họ, ra khỏi tâm trí của họ. Ra đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta hủy bỏ mọi chương trình của mày, ta hủy bỏ mọi lời nói của mày,
tao hủy bỏ tất cả mọi kế hoạch của mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Lạy Chúa, con cầu nguyện, xin Thánh Linh của Ngài đầy dẫy dân sự của Chúa. Xin Thánh Linh của Ngài tràn ngập tâm trí, tâm lòng dân sự của Chúa. Lạy Chúa, con cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Ngài bổ sức cho anh em con. Lạy Chúa, xin Ngài dẫn dắt anh em con. Dẫn dắt anh em con. Dẫn dắt anh em con. Đi từ đúng đắn này đến đúng đắn khác. Đi từ vinh hiển này đến vinh hiển khác. Đi từ đức tin này đến đức tin khác. Đi từ thành công này đến thành công khác. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Và nói bên trên nha, những ai trước đây trong đời sống cũ và liên quan đến tà thuật, bói khoa, bói toán, lên đồng và nghe được tiếng của Satan, tôi nói rằng hôm nay những người đó phải được tự do hoàn toàn. Những tiếng nói trong tâm trí, những tiếng nói trong tấm lòng, những tiếng nói trong lúc giấc ngủ, những giấc mơ trong danh Giêsu, từ Satan đã hủy bỏ trong danh Giêsu Christ quyền năng. Ta hủy bỏ, và những người đã được tự do trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Cả nhà anh chị em trên live stream cũng vậy, tự do. Thần Đức Chúa Trời chạm đến anh chị em, chạm giờ này, chạm giờ này, chạm giờ này, và thần giả mạo phải rời đi, linh giả mạo phải rời đi, linh giả mạo phải rời đi, linh giả mạo phải rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài. Lạy Chúa, anh chị em ơi, chúng ta đang trong chủ đề là vâng phục sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Đòi hỏi anh chị em phải có một linh rất trong sạch, thánh khiết và nhạy bén với Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta nghe ma quỷ nó rất là dễ, nhưng mà nghe Chúa Thánh Linh thì đòi hỏi một đời sống tận hiến cho Ngài. Một đời sống được rửa sạch bởi huyết Chúa Giêsu. Một đời sống đầu phục Đức Thánh Linh một cách trọn vẹn, linh hồn lẫn thể xác. Tôi tuyên bố rằng điều đó được ứng nghiệm trên toàn thể dân sự của Chúa giờ này. Tôi công bố linh hồn thể anh chị em thuộc về Thánh Linh giờ này. Tôi công bố mắt thuộc linh, tai thuộc linh cho em mở ra giờ này. Tôi tuyên bố tấm lòng anh chị em chỉ nghe và nghe theo tiếng của Thánh Linh giờ này. Tôi công bố anh chị em là chiên của đồng cỏ Ngài. Và chiên đồng cỏ Ngài thì nghe theo tiếng của Ngài. Tôi công bố lòng anh em được vâng phục Thánh Linh của Ngài, vâng phục lời nói của Ngài, nghe và nhận biết lời nói của Ngài. Mọi tiếng giả mạo bị phát hiện trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi tiếng của kẻ thù bị phát hiện trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh em hãy thưa với Chúa: Chúa ơi, cho con lỗ tai để nghe được tiếng của Ngài. Anh em cầu nguyện đi. Anh em hãy nói: Chúa ơi, khi Ngài phán, con biết rằng đó là Ngài phán. Điều này rất quan trọng anh chị em, cực kỳ quan trọng anh chị em. Alleluia. Và phần lớn dân sự của Đức Chúa Trời gặp rắc rối là không phân biệt được tiếng của Chúa, không phân biệt được tiếng của Thánh Linh Chúa, không lắng nghe được tiếng Thánh Linh Chúa. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tôi cầu nguyện giờ này một lần nữa anh chị em, một lần nữa anh chị em. Lạy Chúa Thánh Linh, khi Ngài phán, cho con biết rằng đó là Ngài phán. Lạy Chúa Thánh Linh, cho con lỗ tai thuộc linh được mở ra để nghe được tiếng của Ngài. Oh hallelujah. Chúng ta biết bài hát Xin Lời Ngài không anh chị em? Biết bài hát đó không? Xin Lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước. Và chúng ta hát bài hát này như một lời cầu nguyện được không ạ? Mình tin rằng lời giờ cầu nguyện này rất quan trọng. Anh chị em đừng bỏ qua thì giờ cầu nguyện này. Chúa Thánh Linh đang vận hành ở đây. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.